Nếu ai cảm thấy thiếu tiền thì nhất định phải xem năm kiểu suy nghĩ đáng tiền của người khôn ngoan. Quý vị thân mến, theo cách nghĩ của người xưa, nếu một người xem nhẹ tiền bạc thì hầu hết họ đều đã rất trưởng thành và đạt được cảnh giới cao nhất của việc không vướng vào tham sân si, không vì danh lợi mà đánh mất chính mình. Nhưng đó là cách nghĩ của ngày trước. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại và cũng rất thực tế này, không ai hít không khí để sống qua ngày cả mà cần phải có tiền để duy trì cuộc sống nhưng trên đời này ngộ lắm những ngày không có tiền thực sự rất khổ sở còn những ngày có tiền cũng chẳng sung sướng gì vì cầm tiền trên tay thấy sao ít quá sống thế này với số tiền ít ỏi cảm giác khủng hoảng thiếu tiền tiêu xài dường như luôn hiện hữu trong những người trẻ hiện đại khi vật giá thì leo thang từng ngày còn đồng lương thì mãi mãi ọp ẹp đứng trước những cơ hội trong cuộc đời nếu một người biết nắm bắt cơ hội thành công sẽ đến với họ nhiều người khi khởi nghiệp kinh doanh hay bắt đầu một công việc đặc biệt là các bạn trẻ thường lầm tưởng rằng phải có tiền mới tạo ra tiền tức là phải có nhiều vốn liếng có chỗ dựa vững chắc thế nhưng tư duy của người giàu không phải là có tiền mới tạo ra tiền mà chính từ trong suy nghĩ phải có khả năng nhìn thấy cơ hội xung quanh trong khi người khác không thấy, điều quan trọng là hãy học cách làm việc thông minh hơn người khác. Át hẳn mỗi chúng ta từng có suy nghĩ rằng, nếu làm công nhân tại các khu công nghiệp, ta sẽ không bao giờ có lương cao để đủ chi phí trang trải cho cuộc sống. Người công nhân đi làm trong xí nghiệp may, lương từ 3 tới 4 triệu mỗi tháng thì làm sao mà đủ sống đây. Nhiều người hay than ván là lương thấp quần quật mấy tiếng đồng hồ làm việc với chiếc máy may mà thu nhập vẫn không đủ sống. Nhưng chẳng ai nghĩ tại sao không đi tìm thêm việc lương cao hoặc tìm thêm việc khác để làm. Chỉ khi mày gia công không có tay nghề giỏi mới nhận 3 tới 4 triệu mỗi tháng. Nếu người công nhân may chịu bỏ tiền ra học một khóa thợ may chuyên nghiệp trong vòng 6 tháng, sau đó nhận may và sửa đồ cho các cửa hàng thời trang, mỗi sản phẩm chỉ vài chục nghìn đồng nhưng mỗi ngày nếu xưa được 10 tới 15 cái, mỗi tháng sẽ có thu nhập hơn 10 triệu. Cho nên, yên phận thì phải chấp nhận cái nghèo. Còn nếu bạn nghĩ ra một con đường mới để đi, thì nhiều cơ hội sẽ mở ra trước mắt. Hay bạn nghĩ, bác bán kem bán mỗi cây kem với giá trị vài ngàn đồng. Mỗi ngày nếu may mắn bán được khoảng 100 cây, thì doanh thu chừng 200 tới 300 nghìn đồng. Thiệt nghĩ, làm thế nào để bác nuôi sống cả gia đình cho con cái đi học. Nghĩ vậy chứ vẫn đủ sống đấy, vì bác bán kem đã chịu khó đi xa vài cây số để lấy xỉ kem cây giá chỉ 2.000 đồng trên một cây. Sau đó, tiếp tục đạp xe bán với giá 5.000 một cây, bán từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mới trả về. Thế là mỗi ngày bác bán trên dưới 100 cây, tiền lời mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Đây không phải là số tiền nhỏ thay vì ủ rũ và buồn giàu, tốt nhất bây giờ bạn nên làm 5 điều sau đây. Thứ nhất, không để tâm đến những câu nói vô nghĩa của người khác. Của mình thì không cần tranh đấu, không phải của mình thì không cần tranh đấu. Cả đời này bạn thực sự không muốn tranh giành với người khác, chỉ cần bạn siêng năng hơn, bạn sẽ không bao giờ chết đói. Khi đi học, chúng ta đã được học câu chuyện Ba cuộc di chuyển của mẹ thầy Mạnh Tử. Mỗi lần con bà bắt chiếc thói xấu hay nhà hàng xóm gây chuyện thì bà lại cùng con chuyển nhà. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng nên giống như bà mẹ này, tránh cãi lý với người sai và đừng để tâm quá nhiều đến lời nói xấu của hàng xóm. Bạn cũng đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của mọi người xung quanh. Hãy quan tâm vừa đủ thì tâm trạng của bạn càng tốt và tạo ra được nhiều mối quan hệ và từ đó bạn càng dễ kiếm tiền hơn một người càng không muốn quan tâm đến những lời nói bâng cua của người khác thì càng dễ kiếm tiền để kiếm tiền bạn cần nắm được cái lớn bỏ cái nhỏ đó cũng là một quá trình có tâm có trí nếu bạn để tâm quá nhiều đến những chuyện thị phi thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi muốn tập trung kiếm tiền tốt hơn hết là nên rộng lượng và bỏ qua nếu bạn có tâm lý tranh giành cùng thiên hạ thì để có thứ bạn muốn, bạn có thể bất chấp thủ đoạn. Hãy trân trọng cơ hội kiếm tiền, trân trọng đồng tiền trong tay và dám buông bỏ những đồng tiền không thuộc về mình. Thứ hai, cứ thích làm gì thì làm, vui là được, không cần quan tâm quá đến sắc mặt của người khác. Bạn cực khổ kiếm từng đồng tiền và cảm thấy hạnh phúc với số tiền ít ỏi ban đầu nhưng người khác lại coi bạn là kém cỏi. Nhưng bạn kiếm tiền là chuyện của bạn, không phải của ai khác. Ví dụ, một người trung nhân làm việc trong nhà máy, thu nhập hàng tháng chỉ hơn 4 triệu đồng và thường bị chê cười. Anh ấy không nghĩ rằng mình kiếm được ít tiền là điều đáng xấu hổ và anh ấy vẫn bám trụ vào công việc lương thấp này, không thèm tìm một công việc nào khác. Có lẽ trong mắt anh, lương công nhân bán thời gian cho nhà máy không cao nhưng quen được nhiều bạn quen với công việc mỗi ngày đi làm là hạnh phúc lắm rồi tôi không đánh đồng với chuyện bạn không có ý chí cầu tiến nhưng hãy làm những gì bạn cảm thấy vui là được rốt cuộc bạn sống là vì bạn cuộc sống này là của chính bạn do bạn làm chủ bạn đừng để bị gò bó bởi suy nghĩ và thái độ của người khác vì chuyện tiền bạc của bạn Thứ ba, tâm lý thích chất chiêu. Khi nào tiết kiệm được nhiều tiền, tôi sẽ tiêu sau. Có người cứ nói, tiền nhiều cũng được, tiền ít cũng được, đủ sai là được, đừng bán mạng. Nhiều người nói được câu này nhưng chưa chắc làm được đâu nhé. Hãy nhìn lúc anh ta sống trong cảnh thiếu thốn, không có tiền để ăn. Anh ta sẽ không mở mồm ra bảo ít tiền cũng được đâu. Và anh ta không có đủ tư cách để nói như vậy đối với một người đã thực sự kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng nếu thời trẻ anh ta chịu khó tiết kiệm hạn chế những ham muốn quá xa xỉ thì nửa sau cuộc đời anh ta có thể sống một cuộc sống không lo toan không lo lấy tiền bạc từ đâu ra để tiêu xài đồng thời anh ấy sẽ cố gắng trở thành một người tiết kiệm và không tiêu tiền bừa bãi khi một người có trong tay một số tiền lớn và những ý tưởng tối giản thì anh ta mới thực sự nhận ra tự do tài chính. Thứ tư, đừng làm tâm mình mệt mỏi vì trong lòng có ưu tư, bạn chẳng làm gì ra trò đâu. Nỗ lực có thể không thành công, nhưng muốn thành công thì không còn đường nào khác ngoài phải nỗ lực. Nhiều người đã vật lộn trên đường đời và phải chịu đựng, nhưng càng làm việc chăm chỉ, anh ấy nhận ra bản thân càng cách xa mục tiêu trong cuộc sống. Anh ấy không thấy chút hy vọng nào cả. Đồng ý là trên con đường trưởng thành cần phải làm quen với sự cô đơn. Nhưng nếu bạn đấu tranh quá lâu một mình, bạn sẽ rất mệt mỏi. Có ngày bạn sẽ ngã quỵ xuống đất và không bao giờ muốn đứng dậy nữa. Có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở cổng kỳ đức xá trường học cũ của tôi. Ông chủ là một người đàn ông trạc tuổi 50, ngày nào cũng dậy sớm, bán đến tối tăm mới nghỉ. Ông còn chủ động giao hàng tận nơi, nhưng cửa hàng của ông luôn kinh doanh ế ẩm khi bỏ cửa hàng ông chủ nói tôi chẳng làm được cái gì cả nên tôi sẽ không có mệnh phát tài nên tôi không siêng năng nữa cứ nhàn nhã ngồi chờ lương hưu thôi hóa ra trước đó ông ấy đã mở một vài cửa hàng nhưng không kiếm được nhiều tiền chỉ đủ cầm cự qua ngày nên ông thực sự rất mệt mỏi và không muốn tiếp tục quần quật nữa về vấn đề tiền bạc ông ấy đã bị vợ và họ hàng coi thường vì bất tài. Nếu một người đấu tranh quá lâu mà không có kết quả, người đó sẽ rất mệt mỏi và người buồn phiền do tâm mệt mỏi. Một khi lòng người mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, thì họ không còn mong cầu xa hòa nữa, vì họ chờ mãi cũng chẳng thấy đâu. Thứ năm, đừng can tâm an phận, vạn sự tùy duyên nhưng giàu do dám hành động. Như câu nói, vạn sự tùy duyên, nhiều người tin vào số mệnh và cho rằng số mệnh của một người là do ông trời sắp đặt, không có cách nào thay đổi được. Anh họ tôi ở ngoài quê đã cuốc đất và trồng cây ăn quả. Trong vài năm qua, anh đã kiếm được hơn 600 triệu đồng nhờ vào vườn cây ăn quả rộng vài mẫu. Tuy nhiên, vào mùa dịch vừa qua, cây trái thất thu cộng thêm việc anh nằm bệnh cả tháng, khiến tiền của anh vơi dần. Kể từ đó, anh càng tin rằng số tiền mình kiếm ra không phải do bản thân mình kiếm ra. Tất cả là do số phận đã sắp đặt. Trong mọi trường hợp, khi một người có ý nghĩ cam chịu số phận, anh ta thất vọng về tiền bạc và anh ta sẽ không muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trong suốt quãng đời còn lại của bản thân mình. Và điều này thực sự là sai lầm nghiêm trọng. Có người đã nói, người lời biếng có phúc của người lời biếng Thực ra người lười biếng không có phước báo nào ở đây cả. Họ chỉ là đang ngụy biện cho bản thân kém cỏi mà thôi. Thực ra, vận mệnh của con người luôn nằm trong tay của chính mình. Nếu bạn chịu thiệt thòi mà nỗ lực, thì vận mệnh sẽ bù đắp cho bạn theo cách khác. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, may mắn sẽ tìm đến. Những người thực sự thông minh đã rất nỗ lực để kiếm tiền và họ sẽ không an phận với kiếp nghèo vì họ tin rằng tương lai vận mệnh đều từ đôi bàn tay mà ra cả